Đài Sài Gòn Network TV 51.3 hân hạnh giới thiệu chương trình Sức khỏe tâm thần để giới thiệu đến các bạn bệnh mất ngủ, bệnh trầm cảm, bệnh lãng trí, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh tự kỷ, bệnh lưỡng cực, cùng nhiều bệnh khác. Cùng với bác sĩ Hải Lê, Elizabeth Thi Nguyễn, Trần Văn Thọ, Teresa Bùi, Nam Nguyễn. Kính chào quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần của đài SGN với bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Chào hai bác sĩ. Dạ vâng, Teresa xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần. Chào luật sư Tom, chào bác sĩ Thọ. Dạ vâng, bác sĩ Trần Văn Thọ xin kính chào khán giả của SGN và chào anh Tom và chào bác sĩ Teresa. Cũng như mỗi tuần khác, mỗi tuần có một đề tài khác nhau. Hôm nay chúng tôi xin phép khán giả để trả lời một số email. Thì có một khán giả gửi vô, họ nói là có câu hỏi là tôi không ngủ được, lúc nào cũng nghĩ xấu, nghĩ những chuyện không tốt, rồi sau đó đi bác sĩ tâm thần cho tôi uống thuốc xong rồi giờ ngủ được, ngủ ngon, ngủ cả đêm. Nhưng câu hỏi là nếu không uống thuốc thì trở lại bệnh cũ thì uống thuốc có hại gì cho mình không? Mời bác sĩ. Dạ vâng. Thường thường á, nếu như mà mình uống thuốc mà mình ngủ được ngon, có nghĩa là cái thuốc nó hợp với mình thì cái đó là một cái việc tốt. Nhưng mà cái việc mất ngủ nó có rất là nhiều lý do. Thì nếu như mà chỉ với những cái information, những cái tài liệu mà mình có thôi, đó là chỉ là khi mà mình ngủ mình cứ suy nghĩ nhiều, mình không có ngưng được, mình cứ lo, thì có thể là mình bị một cái dạng của cái loại những cái bệnh lo âu. Nghĩa là trong đầu mình lúc nào mình cũng cứ suy nghĩ những việc mà mình không có control, mình không có kiềm chế được, mình không có thể lo tới được, mình vẫn cứ suy nghĩ tới, thì nó làm cho mình bị mất ngủ. Thì trong những cái trường hợp đó mình có thể dùng một số thuốc. Thì trong này nó không có nhắc rõ ràng là cái thuốc mà bác sĩ đã cho cái người khán giả này là cái thuốc gì. Có một số thuốc nó giúp mình ngủ và cái phản ứng phụ của nó cũng rất là nhẹ, hoặc là thậm chí có rất là nhiều bệnh nhân không có phản ứng phụ và cũng không có bị ghiền. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái thuốc mà giúp cho mình ngủ, nhưng mà nếu mà mình uống trong một thời gian lâu dài mình có thể mình bị nghiền thuốc. Thì nên đi hỏi bác sĩ, nên coi lại cái tên thuốc và nên hỏi bác sĩ coi là nếu mà mình uống thì mình cần phải uống trong một thời gian ngắn thôi hay là mình uống trong thời gian dài, và nếu mà uống thời gian dài thì nó có cái tác dụng phụ gì hay không. Bác sĩ Thọ, khi bác sĩ cho thuốc thì bác sĩ phải biết là thuốc này có thể bị ghiền hay không, đúng không? Hay là chính bác sĩ cũng không biết, mà nếu mà biết người ta sẽ bị ghiền, biết cái thuốc này sẽ bị ghiền thì tại sao cho bệnh nhân? Mời bác sĩ. Và thường thì có một giống loại thuốc là có thể là bị ghiền thôi, nhưng mà không phải là ai cũng bị ghiền hết. Có thể thôi, giống như 10 người cho thuốc này là khoảng giống như là ví dụ đi khoảng 4-5 người là có thể là bị ghiền, nhưng mà không phải là hết 10 người chắc chắn 100% là bị ghiền. Tùy theo cái bệnh nhân, nhiều người uống thuốc này không có sao hết, không có bị ghiền, mà uống mà đúng theo mà bác sĩ phi tu á là thường là không có ghiền. Lúc khi mà bệnh nhân mà uống, nhưng bị bác sĩ cho tua thuốc một ngày uống một viên thôi mà không cần uống thì đừng có uống. Nhưng mà nhiều người bệnh nhân ngày nào họ cũng uống hết, một ngày uống 2-3 viên, họ uống nhiều hơn bác sĩ cho tua, cái nó kéo dài là thành là hầu đó như bị ghiền. Nhưng mà thường bác sĩ cho cái đô rất là thấp, chỉ lại cho đúng độ, lại đúng dòng cách đó, uống là thường là không có ghiền. Nhưng mà do người đặt bản thân mình, bệnh nhân mình nữa, nên chỉ là cái nó là và để ý đó. Theo những gì Thơm đọc, Thơm thấy nó có nhiều cái ghiền, nhiều cái nghiền lắm, phải mà cái mà hai cái chánh mà Thơm thấy đó, mà cũng có nhiều người cũng bàn về chuyện này, là một đó là nghiền là tại vì người mình cần, một cái nghiền là tại vì đầu mình cần. Làm sao bác sĩ biết được là cái người bệnh nhân đó nghiền cách nào? Thí dụ có những cái study người ta cho là
bác sĩ cho cái thuốc này chỉ là thuốc gọi là thuốc đường hay thuốc gì đó, thuốc mà thuốc thường đó, tức thuốc này nó không có gì trong đó chỉ là cái bột thôi, nhưng mà người bệnh nhân uống vô nói tôi thấy này rất là khỏe, cho thêm đi, mà không có đó tôi lo âu tôi sợ lắm. Có bao giờ bác sĩ cho những cái thuốc như vậy không ạ? Câu hỏi của luật sư Thông là có bao giờ bác sĩ cho những cái thuốc cái đó mình gọi là placebo, cái thuốc nó không có cái chất thuốc trong đó, nó gọi là sugar pill, nhưng mà thuốc giả đấy đó. Yeah. Nhưng mà không phải là thuốc giả mà mình bán trên thị trường. Thì cái câu hỏi luật sư Thông là có bao giờ mà bác sĩ cho cái thuốc mà mình biết là nó không có tác dụng gì? Yeah. Bản thân của Theresa thì Theresa chưa có bao giờ mà kê một cái toa thuốc mà không có chất gì trong đó, thì Theresa không có thể nào mà đại diện cho tất cả các bác sĩ ở ngoài kia để mà trả lời cái câu hỏi đó được. Nhưng mà bản thân Theresa thì chưa. Bác sĩ Thọ có bao giờ có kinh nghiệm về cho thuốc mà thật ra không có thuốc gì trong đó không ạ? Chưa có được bao giờ nữa. Thường thường bác cái nó là tăng giống như là tiếng Mỹ hay là lĩnh của là giống như là clinical trial, giống như là có người bác sĩ mà đang học về thuốc, thêm có thuốc nào giống như thuốc mới cái đó về chính phủ thì là dòng laboratory là cho thuốc và thuốc giả là thuốc chính họ study clinical trial. Mọi người thiệt á, đi bác sĩ là không bao giờ là bác sĩ nào mà cho thuốc giả hết, cái đó là legally là không phải đúng. Dạ ba, nên chỉ là người bệnh nhân tới bác sĩ á, là cho thuốc và thuốc để cho thuốc thiệt. Dạ cảm ơn hai bác sĩ. Câu hỏi kế tiếp là tôi lo nhiều cái vô lý lắm, cái đó có phải bệnh tâm thần không, hay lo về cái này lo về cái kia lúc nào cũng lo hết, cái đó có phải là bệnh không ạ? Thì tùy theo cái chuyện mà về lo âu thì rất là bình thường, là phổ biến, ai cũng lo ấy. Giống như ví dụ như ngày hôm nay siêu cái bác sĩ tăng thọ cũng rất là lo, không biết là tiếng Việt Nam có nói lành không hay không, thế là nói cái đúng hay không, cái này là bình thường, lo bình thường. Nhưng mà lúc khi mà lo mà quá đáng, nhiều khi một người khán giả nói mà nhiều chuyện nhỏ cũng lo cả ngày cả đêm, lo mà lo nhiều quá mà họ ngủ không được luôn, họ mất ngủ, thì là con người họ ý mình thấy ý mình là nhức mũi đồ đấy đó, thì là nhức đầu nhiều, có nhiều bệnh nhân mà lo nhiều quá là lúc nào cũng đau bụng hết, cũng ăn cái gì vô cũng đau bụng hết. Mấy cái đó là có thể là bệnh tâm thần, nếu mà triệu chứng giống như là 4-5 triệu chứng không gồm lại ý là kéo dài là giống như 2-3 tháng thì 6 tháng mà hắn ảnh hưởng về công ăn việc làm, về gia đình, với lại về triệu chứng mình mất ngủ đồ, mấy cái đấy hồi đó với có thể là bệnh tâm thần. Nhưng mà lo chuyện này chuyện nọ lúc lo cái đó là rất bình thường. Trong ngành của bác sĩ đó, khi mình khám một bệnh nhân đó, như bác sĩ Thọ mới nói lo là bình thường, nhưng mà mình có một cái cách nào để mình đo là nếu mà lo tới đây đó là ok, mà bước qua cái này lo như vậy đó thì có thể là vấn đề. Bác sĩ Theresa, có cái threshold nào như vậy không? Nó không có được rõ ràng như vậy. Nó có một số các khảo sát, những cái test trên giấy đó, mà mình có một số câu hỏi mà mình có thể hỏi người bệnh nhân thì người ta có thể trả lời những cái câu đó, rồi mình cộng lại những cái số điểm đó thì nó cho mình biết đại khái là người ta lo lắng đến cỡ nào. Thì những cái khảo sát đó đã được develop, đã được đưa ra từ những cái nghiên cứu, người ta đã có những cái research, người ta đã nghiên cứu qua biết bao nhiêu trăm bao nhiêu ngàn người rồi, và người ta cho thấy là ok, nếu mà những người có cái bệnh lo âu thường thường thì họ sẽ trả lời như thế nào về những cái câu hỏi này, thì họ mình có thể dựa theo những cái đó. Nhưng mà dựa theo những cái đó nó không có đủ để mà đưa ra một cái chẩn đoán là người này bị bệnh lo âu hay bị bệnh trầm cảm hay bất cứ một cái bệnh tâm thần nào khác. Nó chỉ là một cái tool, một cái dụng cụ để mà giúp người bác sĩ để mà theo dõi lâu dài. Thí dụ như bây giờ luật sư Tham tới khám bệnh với bác sĩ Thọ ngày đầu tiên, bác sĩ Thọ có thể đưa cho luật sư Thông cái khảo sát như vậy. Luật sư Thông trả lời điền ra rồi bác sĩ Thọ để trong cái hồ sơ, lưu lại trong cái hồ sơ bệnh của luật sư Thông, cho thuốc hoặc là cho therapy sau một thời gian, một vài tháng vân vân. Rồi luật sư Thông trở lại tái khám thì bác sĩ Thọ có thể cũng đưa luật sư Thông cái câu hỏi giống y chang như vậy, rồi luật sư Thông trả lời. Thì mình so sánh hai cái kết quả lại với nhau để mà mình coi là ok, cái triệu chứng của mình nó có đỡ hay không, hoặc là nó có trở nặng hay không, hoặc là nó cũng the same.
thì nó là một cái dụng cụ như Teresa nói để mà mình theo dõi. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ. Khán giả đang theo dõi chương trình đề tài ngày hôm nay là chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi, dù có nhận rất nhiều email và rất nhiều câu hỏi của chương trình, hai bác sĩ sẽ cố gắng góp ý kiến để trả lời cho những câu hỏi đó. Dĩ nhiên nếu khán giả có thắc mắc muốn gửi email vô thì một chút chúng tôi sẽ gửi cái email address trên màn ảnh, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.